Em có con này bán cho toàn thể các bác nhá. Đời 2015, đăng ký 2016. Đang có một vị khách hàng đang đến xem xe này, tiện em quay luôn. Đấy, tiện em quay luôn nhá. Đấy. Xe đẹp lắm, còn rất là long lanh luôn. Đấy. Không, máy từ từ mở anh ơi. Vâng, cứ xem đi, xem qua đi anh. Xem qua đi, mà có hoái gì thì hoái luôn nhá, tí em bận rồi. Cái này là đời bao nhiêu anh nhỉ? 2015, đăng ký 16 nhá. Số sàn, máy xăng 2.0, 7 chỗ ngồi. Đấy, lộ rất đây, xe không taxi đâu nhá. Anh xem đi, xe không taxi đâu, xe đẹp đấy. Con này ăn khoảng bao nhiêu lít? Con này tầm khoảng 8 lít trên 100 km. Đối với chiếc xe mà 2.0 này. Đấy, đây, nội thất bên trong em tại đang quay luôn. Em đang quay video thì có một vị khách hàng đến, người ta xem xe các bác ạ. Rồi giá hợp lý thôi nhá. Anh cứ xem đi, giá hợp lý thôi, không bán đắt cho anh đâu. Con này hơn trăm bán không? Úi dồi ôi, hơn trăm thế thì rẻ quá, đời 2015 cơ mà. Thôi rồi, em cân đối xem, tí em cân đối em tính nhá. Tí em tính nhá. Bây giờ thì em cứ quay đã. Đấy, cứ xem đi. Đấy, Karen 2015. Số sàn, máy xăng 2.0. Xe không taxi cả nhà mình nhá. Đây, em đang quay cho cả nhà mình cùng đón xem đây. Đấy, đèn đó của xe thì rất là mới này. Đấy, đèn bi luôn, các bác nhá. Đấy, na răng đúc này, phanh đĩa, phanh ABS này. Một dàn nốt của xe thì vừa mới thay xong, vẫn còn rất là dày. Rất là dày luôn. Đấy, thân vỏ đẹp, không phải xem. Thân vỏ đẹp, không mục mọt nhá. Và về vấn đề tai nạn đâm đụng ngập nước là cũng bao bảo hành cho cả nhà mình luôn. Đấy, anh cứ xem đi. Đèn đóm đẹp nhá. Đấy, na răng đẹp này. Na răng nguyên bản. Đăng kiểm còn, đăng kiểm tận tháng 5 năm 2024 cơ. Và hồ sơ con xe này thì đã được rút rồi. Đấy, em mới vệ sinh sạch sẽ mang ra đây quay cho các bác mình xem đây này nhá. Xe sạch đẹp cả con luôn. Mua về không cần phải làm gì nữa, cứ thế đổ xăng là mình chạy thôi. Đấy, không cần phải bóc. Xe ok đã bao nhiêu rồi thì bóc làm gì. Cứ phải xem cho chắc chắn chứ. Xem chắc ok thì xem, nói chung là xem thoải mái. Nếu mà các bác mình cứ, nếu mà mình đến thì mình cứ xem thoải mái nhá. Còn nếu mà bác nào mà tin em thì em cứ bao cho. Đấy, bao bảo hành cho luôn. Nếu mà xe mà có vấn đề về lỗi, các bác mình có thể là trả lại xe, bên em hoàn lại tiền cho mình là 100% nhá. Yên tâm là như vậy, 100% luôn. Đấy, không mất đi đồng phí nào cả. Đúng rồi, đấy, để bên cánh. Mở hết cửa hộ em cái, tiện là mở em hết cái cửa là mình cả cốp luôn đi. Em quay cho nó sáng. Đấy, keo chỉ của xe là vẫn còn. Đấy, tắp đi tắp đồ, xe rất là tươi sáng đây, em đang quay cho mình này. Đây nhá. Được, vâng. Bộ ghế này thì thực ra thì nó mới thì nó cũng không phải mới lắm. Bác làm mà muốn cho nó mới hơn thì về mình may một bộ ghế da khác. Một bộ ghế da khác thì nó cũng chỉ tầm khoảng là 2 triệu thôi các bác nhá. Đấy, em quay cho mình xem phần táp lô này. Đấy, táp lô nó đẹp chưa? Đấy, táp lô nó rất là tươi đúng không ạ? Đấy, điều hòa lóng lạnh đầy đủ nhá. Và điều hòa auto luôn chứ không phải điều hòa cơ. Đấy, có màn hình giải trí các kiểu rồi. Và có túi khí an toàn. Đấy, có lăng 4 chấu, có túi khí an toàn nhá. Đấy, trần 5D rồi. Những cái khóa cửa đây các bạn nhìn xem này, em rất kết ở cái vị trí này các bạn nhìn này, rất là sáng luôn. Đấy, sáng quắc luôn, cái phần sắt này nó sáng quắc luôn đúng không ạ? Và những phần sắt khác cũng thế, nó rất là sáng đẹp như vậy các bạn nhá. Sáng đẹp như thế đấy ạ. Vâng, đây là tiếp tục em quay cho mình này, đồ nhựa đẹp chưa? Đấy, đồ nhựa rất là đẹp luôn. Dòng xe Kia này thì nó lành tính rồi, và nó bền bỉ rồi, và nó tiết kiệm rồi đúng không ạ? Đấy, phụ tùng nó thì rất là sẵn và rất là nhiều rồi. Một dàn lốp dày các bác mình đã lợi đúng không ạ? Một dàn lốp luôn. Đèn đó một sau cũng vậy, rất là đẹp luôn này, rất mới luôn này. Ghế đằng sau thì được gập lại xuống tạo thành một cái cốp rất là rộng các bác nhá. Rất rộng luôn. Dòng này nó rất là lành tính đấy các bạn. Đấy, bác nào mà đã từng đi thì các bác biết là dòng này nó lành tính như thế nào. Ở trên đây thì các bác thấy nó có một đôi thanh giá lóc này đúng không ạ? Đấy, gioăng cửa, gioăng khung, gioăng cánh của xe này cũng ok, rất là đẹp. Đấy nhá. Đấy, bốn cánh em đang quay cho mình xem này. Đồ nhựa nó rất ok như vậy. Đấy, bên em có thể ship và mang xe đến tận nhà cho các bác mình xem được luôn. Các bác mình xem thấy ưng thì mình mua các bác nhá. Đấy, các bác nhìn này, những phần khóa cửa xe đẹp như thế này này. Đấy, gương kính đều chỉnh điện hoàn toàn bốn cánh. Có cục gương nữa. Đấy, mở xăng bằng điện rồi loa âm thanh xe nghe rất là hay các bác nhá. Mua về đổ xăng là đi luôn thôi. Đấy, các bác nhìn này, đẹp chưa? Sáng quắc luôn đúng không ạ? Dạ, đấy là phần nội thất bên trong của chiếc xe mà em đã quay cho mình. Vâng, các bác mình liên hệ cho bên em theo những số điện thoại hotline mà em vẫn thường xuyên cung cấp cho các bác. Đấy là số 093 8586307 và 0389 000555 và 0335 838389 nhá.
Vâng, bên em có hỗ trợ trả góp, có giao xe, ship xe toàn quốc, có làm sang tên đổi biển cho mình trên mọi miền của Tổ quốc các bác nhá. Địa chỉ 90.2 Trường Chinh, thành phố Hải Dương, đối diện 225 Trường Chinh các bác nhá. Các bác alo và kết bạn Zalo bên em để được biết thêm thông tin và để được chốt với mức giá yêu nhất cho mẫu xe này các bác nhá. Một mẫu xe với mức tiền cực kỳ yêu và cực kỳ hợp lý luôn. Đấy. Những mẫu xe này thì nếu mà nó ở mức độ bình thường thì nó chỉ là hơn trăm thôi các bác nhá. Đấy. Liên hệ đi, kết bạn, nhắn tin Zalo đi và lưu số điện thoại em vào. Khi nào nhu cầu mua bán trao đổi gì thì mình alo em nhá. Em có đổi xe và em có thu mua lại tất cả các loại xe ô tô cũ giá tốt nhất cho mình các bác nhá. Xin chào tạm biệt ạ.